Cô xin chào tất cả các em học sinh khối lớp 3 đã đến với tiết học của môn mỹ thuật ngày hôm nay. Cô xin tự giới thiệu cô tên Đỗ Thị Kim Cương, giáo viên trường tiểu học B Vĩnh An, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Cô rất vui khi được đồng hành cùng tất cả các em ở ba tiết học môn mỹ thuật. Thì tiết học của ngày hôm nay của chúng ta học vẫn là chủ đề tắm trái cây bốn mùa. Để tiết học của chúng ta đạt được hiệu quả hơn thì các em nên chú ý lắng nghe hoàn thành sản phẩm theo sự hướng dẫn của cô ra nhé. Trước khi vào bài học thì các em nên kiểm tra những thứ đồ dùng cũng như những cái dụng cụ học tập của các em như sức mỹ thuật lớp 3, sản phẩm ở tiết trước, màu vẽ, tẩy và cũng như một số cái dụng cụ học tập khác của môn mỹ thuật nhé các bạn. mục tiêu của tiết hôm nay của chúng ta học thì các bạn cần đạt được đó là các bạn sẽ đi giới thiệu nhận xét và nêu được cảm nhận về sản phẩm của mình cũng như sản phẩm của bạn nào các bạn cùng cô vào hoạt động đầu tiên đó là hoạt động tìm hiểu thì các bạn cần quan sát lại sản phẩm của mình cũng như sản phẩm của nhóm đây có một số cái sản phẩm của các bạn đã hoàn thành tạo nên một cái bức tranh tỉnh vật thì các bạn hãy quan sát nhé cô có câu hỏi gợi ý để giúp các bạn biết được cái cách giới thiệu sản phẩm thì đầu tiên các bạn sẽ quan sát sản phẩm của nhóm của các bạn cũng như sản phẩm của các bạn và các bạn hãy nêu tên sản phẩm của nhóm bạn hoặc là sản phẩm của em là gì cô ví dụ như các bạn đã nêu đó là sản phẩm của nhóm mình hoặc là sản phẩm của mình nó có tên là mâm ngũ quả hay trái cây yêu thích các bạn hãy tiếp tục quan sát sản phẩm thì cô có câu hỏi như sau trong các loại trái cây của nhóm em em thích nhất quả nào vì sao các bạn hãy quan sát những cái sản phẩm ở trên màn hình của các bạn đã hoàn thành thì các bạn cho cô biết là các bạn thích loại trái cây nào và vì sao à em có thể thích những cái loại quả như là quả bí hay là tất cả các loại quả vì chúng có những cái hình dáng và cũng như cái màu sắc tươi đẹp Tiếp theo thì các bạn sẽ cùng cô vào cái hoạt động luyện tập đó là hoạt động 2, hoạt động luyện tập. Thì ở hoạt động này, các em hãy tiếp tục thực hiện và hoàn thành sản phẩm chất hoặc xé dáng tạo tranh 3D của mình hoặc hình thức khác tạo 3D ở thời gian là 10 phút. Ở tiết trước các bạn đã có hoàn thành, có một số bạn đã hoàn thành. Ở tiết này các bạn chưa hoàn thành thì các bạn có thời gian hoàn thành trong khoảng thời gian là 10 phút nhé. Nào các bạn cùng thực hiện nhé. Đây là hình ảnh của các bạn học sinh của trường tiểu học B Vĩnh An khi các bạn tham gia hoạt động nhóm trong cái mùa trong cái ngày chưa có dịch covid xảy ra thì bây giờ các bạn không có đến trường được thì các bạn sẽ tự làm bài cá nhân của mình ở nhà và ở cái hoạt động 2 này cô có cách cái hướng dẫn cái cách trình bày cũng như giới thiệu sản phẩm của cá nhân mình hay là sản phẩm của nhóm thì các bạn cùng quan sát cái cách cô hướng dẫn nhé. Đầu tiên, các bạn sẽ đi giới thiệu về bản thân của các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ giới thiệu họ và tên của mình. Sau đó các bạn sẽ giới thiệu là các bạn học ở khối mấy và ở lớp mấy cũng như trường tiểu học nào. Tiếp theo về phần giới thiệu về sản phẩm. Thì các bạn sẽ đi giới thiệu sản phẩm của mình là em tạo sản phẩm bằng cái chất liệu gì? chất liệu thì ở tiết 2 cô đã có giới thiệu cho các bạn. Tiếp theo nữa thì các bạn sẽ đi giới thiệu sản phẩm của em tạo hình bằng hình thức nào? Hình thức thì ở tiết 2 cô đã có giới thiệu cho các bạn hình thức đó là hình thức vẽ, cắt dán hoặc là xé dán hoặc là tạo tranh 3D. Từ đất xác. Tiếp theo là các bạn sẽ đi giới thiệu màu sắc thể hiện trong bức tranh của các bạn là các bạn đang sử dụng những màu sắc nào. Và các bạn tiếp tục giới thiệu về sản phẩm của các bạn, về em có những suy nghĩ gì về sản phẩm của mình. Và hãy nêu cảm nhận của em khi tham gia hoạt động tạo tranh 3D. Em có thích hoạt động 3D hay không? Và vì sao em thích? Các bạn sẽ giới thiệu trên sản phẩm của mình. Và tiếp theo cô có một cái clip trình bày giới thiệu sản phẩm. Các bạn cùng cô tham gia và thực hiện nhé. Ở hoạt động này thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái sách giới thiệu về bản thân của các bạn cũng như đi giới thiệu về sản phẩm của các bạn. Đầu tiên các bạn sẽ đi giới thiệu về bản thân của các bạn. Các bạn sẽ nêu họ và tên của các bạn. Tiếp theo các bạn sẽ nêu các bạn là học sinh của khói lớp mấy, và trường của các bạn đang học đó là trường tiểu học nào? Tiếp theo, các bạn sẽ đi giới thiệu sản phẩm của các bạn là các bạn sẽ cầm cái sản phẩm của các bạn trên tay hoặc các bạn sẽ đi đính lên một cái lúc tường ở nhà của các bạn. Và các bạn đừng quên là nhờ người thân của các bạn, ông, bà, hoặc cha, hoặc mẹ, anh chị em của các bạn làm khán giả cùng đồng hành cùng các bạn để chia sẻ sản phẩm Đầu tiên các bạn sẽ giới thiệu bức tranh của các bạn có cái tên là gì Sau đó các bạn sẽ nêu sản phẩm được làm từ chất liệu gì Chất liệu của sản phẩm của các bạn được làm từ những chất liệu nào các bạn sẽ nêu ra Chất liệu thì có rất là nhiều chất liệu nhé tiếp theo nữa các bạn sẽ đi giới thiệu là sản phẩm của em được tạo hình bằng hình thức nào hình thức thì có hình thức vẽ nè hình thức xé dán hình thức cắt dán hoặc là tạo rất nặng hoặc là dùng những cái sản phẩm tái chế thì các bạn sẽ giới thiệu hình thức của sản phẩm của các bạn tiếp theo thì các bạn sẽ giới thiệu màu sắc trong bức tranh của các bạn là các bạn đã thể hiện những cái gam màu nào, nào trong bức tranh của các bạn. Và các bạn hãy nêu dùm cô suy nghĩ của em về sản phẩm của mình. Nêu cảm nhận của em khi em tham gia tạo tranh 3D. Và em có thích hoạt động tạo tranh 3D hay không? Vì sao? đến với hoạt động 3 là cái hoạt động trình bày thì các em hãy tập trình bày phần giới thiệu về bản thân và giới thiệu về sản phẩm của mình cho người thân như ông bà cha mẹ hoặc anh chị em của mình cùng nghe đến với hoạt động 4 đó là hoạt động nhận xét và đánh giá thì các em hãy nhờ người thân như ông bà, cha mẹ hoặc anh chị em của mình nhận xét và góp ý kiến về sản phẩm cũng như cái cách giới thiệu sản phẩm của mình. Các em cũng cần tự mình đánh giá về sản phẩm của mình, xem sản phẩm của mình đã hoàn thành tốt hay đã hoàn thành về sản phẩm của mình có đẹp lạ ngộ nghĩnh và đặc biệt hay không đối với phần nhận xét và đánh giá thì các em nên chú ý các em cần lắng nghe kỹ các ý kiến của người thân để có thể hoàn chỉnh sản phẩm của mình và có thể tự tin hơn khi giới thiệu sản phẩm của mình cho nhiều người khác biết cũng như khi các bạn đứng giới thiệu bài trước gia đình các bạn sẽ tự tin hơn đứng trước gia đình hoặc đứng trước bạn bè của các bạn trên lớp thì các bạn thường rụt rè các bạn thường ít chia sẻ thì bây giờ các bạn sẽ tự tập cho mình cái cách giới thiệu để chúng ta tự tin hơn khi đói vào khi các bạn bước vào lớp học chúng ta sẽ có những cái tiết chia sẻ tiếp theo thì đến phần vận dụng và sáng tạo qua tìm hiểu về chủ đề trái cây bốn mùa các em có thể vận dụng sáng tạo sản phẩm bằng nhiều cái cách thức khác nhau ví dụ như các bạn có thể tạo ra một cái bức tranh tĩnh vật bằng nhiều chất liệu khác nhau hoặc các bạn có thể tạo trang trí bìa lịch hoặc trang trí bìa thiệp vào những cái ngày lễ tết hoặc vào những cái ngày lễ các bạn có thể tặng cho thầy cô cũng như cho bạn bè và người thân của các bạn hoặc các bạn có thể trang trí sản phẩm ở một góc nhà hoặc ở một góc học tập của mình để tạo cho cái không gian học tập của chúng ta thêm đẹp mắt hơn và cuối cùng các bạn có thể dùng những cái sản phẩm của các bạn làm nên các bạn làm quà lưu niệm tặng cho bạn bè hoặc người thân của các bạn ở xa ở phần vận dụng sáng tạo này cô có sưu tầm một số cái bức tranh cho các bạn xem bức tranh đầu tiên này hình thức tạo thành cái sản phẩm trên tỉnh vật này là những cái nghệ nhân người ta đã dùng chỉ để theo tạo thành một cái bức tranh tỉnh vật. và bức tranh thứ hai cũng là bức tranh bằng chỉ theo nhé các bạn ở hai bức tranh này, chúng ta có thể tặng cho những người thân của chúng ta. Hoặc chúng ta có thể treo ở một góc học tập nào của chúng ta cho nó đẹp mắt hơn. Và sản phẩm thứ ba này được tạo nên bằng hình thức là xé dán và chất liệu nó là bằng giấy màu. Ở đây có hình ảnh của bạn đang vẽ một cái bút cục chanh tỉnh giặc Và sản phẩm cuối cùng là bức tranh sơn dầu tạo thành tranh tỉnh giặc Theo các bạn thì là một học sinh thì chúng ta nên làm gì để bảo vệ sản phẩm của mình? là một học sinh thì đầu tiên các bạn không nên xả rác bừa bãi khi chúng ta đã sử dụng những cái vật tái chế để tạo ra sản phẩm và thứ hai nữa là các bạn có thể bảo quản tốt sản phẩm của mình bằng cách là các bạn sẽ treo sản phẩm của mình ở một cái nơi một cái góc học tập của chúng ta đó cũng là phần góp phần bảo vệ môi trường xung quanh của chúng ta nhé Do thời lượng tiết học của chúng ta có giới hạn, cô có một số lời dặn dò đối với các bạn. Các bạn sẽ chuẩn bị cho cô những cái đồ dùng học tập cho tiết sau như là sách học mỹ thuật lớp 3, bút chì, gươm, màu vẽ và cũng như một số cái dụng cụ học tập khác. Và các bạn nên xem tiếp cái chủ đề chính đó là Bu thiết tặng mẹ và cô Chủ đề tắm trái cây bốn mùa đến đây đã kết thúc Cô cảm ơn các em đã lắng nghe Và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau nhé Xin chào và hẹn gặp lại các em